Quay chào bài. Xin chào mọi người. Bia đang ngồi khen cái hãng này em ơi. Mọi người vào xem live stream. Đây là kết quả của cái mái tóc mà làm từ sáng đến giờ đây ạ. Bia đang chỉnh cho anh ấy sống. Cái mẫu tóc này là uốn lúc sáng một số anh chị em đồng nghiệp có lên tham gia cái buổi giao lưu của Huy, và đây là cái mẫu mà anh chị uốn ra rất là đẹp phải không ạ? Hello, anh chào Bảo Nhung. Đây là cái mẫu mà các bạn đấy thực hành, và cái mẫu này là không có bàn tay của Huy, được chưa? Rất là đẹp, rất là đẹp. Cái tóc này mới chỉ là sấy khô tự nhiên thôi mọi người nhé. Đừng che cái màn hình của anh, được rồi, vuốt sơ sơ qua cái cao cao cho tự nhiên, không cần phải vuốt nó vào lên quá là cái gì. Sóng lơi thì cứ để ngoài là mọi cái tự nhiên thôi. Anh chị thấy được không ạ? Cái tóc này là chỉ sấy khô tự nhiên thôi. Và cái mẫu này là của ai? Tác giả của ai cái tóc này đấy? Hương Giang và tóc này nào, Hương Giang đứng ghé vào mặt cho nó. Hoa, không phải hoa. Hoa đâu rồi? Hoa ơi. Đây là mẫu tóc này là của mẫu tóc này là từ từ tất cả im lặng để MC Kevin Huy thấy ạ. Đây là mẫu tóc này là kết quả của Hoa Velut và Hương Giang Velut đấy, cái nhóm này đấy. Anh chị thấy không ạ? Nào anh chị thấy cái tóc đã bồng bềnh chưa, đã đủ đẹp chưa? Đấy là cái tóc này là mẫu kết quả của anh chị em lên giao lưu trên Huy và có thực hiện. Em ơi, chị Giang hai bên cầm như vừa nãy ấy, để em quay cái hai người hai tay, đúng rồi. Hai người hai tay, đúng rồi, như thế. Vuốt cho cái phần ở giữa này này. Cái phần này này, bà cứ xoăn xoăn cái gì. Xoăn quá. Bảo làm thì cứ đi làm những cái gì đâu công ấy. Mẫu này do hai bạn cuộn lên hai bên chưa được đều, không phải đâu chị ạ. Đều ấy không là do lúc mình sấy tay ấy, hai người cùng sấy tay thì nó sẽ ra hai kết quả khác nhau. Cái chỗ này ở giữa này cào này, xong bọn em cầm hai tay để cho anh quay một cái video cho đẹp một chút. Cứ ngắm nghía cái gì làm đâu không. Đấy, đúng rồi, lăng lăng, động tác lên. Đúng rồi, cứ lăng như thế thôi. Đây là cái mẫu tóc mà do hai bạn nên làm, mọi người thấy được không ạ? Cái tóc này là của bạn ấy là có nhuộm từ hôm qua hôm kia gì đó không? Uốn sóng và các bạn chỉ sấy khô thôi, không cần phải tạo kiểu này cái gì. Đúng không ạ? Mẫu nhà em đa phần là chỉ sấy khô thôi. Và đây là hai bạn, hai của hai chị. Đây là của chị Hoa đến từ Bắc Giang. Và đây là của chị tên gì chị? Mình tên là Giang. Đây là mình tên là Giang, mình đến từ Bắc Giang. Đấy. Đấy, anh chị thấy sóng đẹp không ạ? Đẹp, rất là đẹp, sóng rất là căng. Các bạn nào mà muốn làm nữa thì đến 262 Lê La Thành, Đống Đa, Hà Nội nhé. Còn những anh chị em nào mà chưa làm được mẫu tóc này, nếu như mà muốn làm thì có thể tham gia vào khóa học sau. Khóa học vào cuối tháng 7 nhé. Cào cái này ra sẽ để nó nhìn nó sơ sát như thế, nhìn nó cứ rối như thế mà không ấy được. Cào những cái chỗ cần cào thì bà không cào, cái chỗ bà cào cho thẳng nhé. Tóm lại nhìn chỗ nào cào. Tương đối cái mái tóc uốn nơi như thế nó rất là tự nhiên. Anh chị thấy không ạ? Đây là mẫu tóc của một số anh chị. Đây là của chị Giang. Tác phẩm của chị Giang cuối ngày, và sau khi học ở chỗ Huy 1-2 ngày là chị đang làm ra một cái tóc rất là đẹp, đúng không ạ? Tiến Color xin chào. Huy biết rằng có rất là nhiều anh chị em đang xem cái mẫu tóc này, thì tất cả những anh chị em nào mà xem mà thấy đẹp thì comment là đẹp cho Huy. Còn anh chị em nào mà thấy xấu thì cứ comment sao mà xấu thế, được không ạ? Để bên em sẽ rút kinh nghiệm lần sau, được không ạ? Chỗ này mình sấy nó không được đều đâu. Nó do hai người sấy. Cái mẫu tóc này là do hai người sấy, và hai người sấy hai kiểu khác nhau thì đương nhiên nó sẽ ra hai đứa khác nhau. Vì thế mà anh Huy làm tóc là luôn luôn kết quả là anh sẽ một anh sẽ tự sấy, hai là anh chỉ cho một bạn sấy thôi, đúng không ạ? Đây là cái mẫu tóc mà do của hai bạn uốn và hai bạn sấy ra, thì hai bên hơi khác nhau một tí. Nhưng mà sóng thì rất là đẹp, đúng không ạ? Và cái mẫu tóc này nó rất là yếu, nhưng Huy chỉ kết hợp phục hồi, kết hợp collagen. Cái mẫu tóc này là kết hợp collagen và uốn trên nền thuốc Henninda, được không ạ? Chị Thoa đã về rồi ạ, chị Thoa về đến nhà rồi ạ. Đấy, anh chị thấy đẹp không ạ? Em có thể lấy hai tay xóa cái được không? Xóa làm sao ạ? Đúng rồi, rất là đẹp. Wow. Có ai thấy đẹp thì comment đẹp cho Huy ạ.
ở đây là cái kết quả đây, anh chị thấy không ạ? Em có hài lòng với cái tóc này không? Em rất hài lòng với kiểu tóc này ạ. Ở đây là một bạn mẫu là chưa có, em ơi cho tóc về trước để anh quay mặt bạn ấy ra cho cả thế giới đang nhìn biết. Đưa tóc đằng trước ra cho bạn ấy. Đây là bạn này là chưa có người yêu. Và đây là bạn mẫu từ sáng đến đây. Chưa có người yêu. Đừng thuốc, hãy đưa được trước và cào nhẹ thôi. Đấy, em cào xuống. Em có muốn nói gì với cả thế giới không em? Mọi người ơi, mọi người thấy kiểu tóc này có đen không ạ? Nếu mà thấy đen thì mọi người comment một câu đẹp cho anh Huy vui nhá. Cho em vui bạn ạ. Cả anh Huy với cả tất cả mọi người ở đây. Thế thì bây giờ sẽ là như thế này. Ai mà thấy tóc đẹp thì comment cho anh Huy để cho anh Huy vui nhá. Còn nếu mà thấy em ấy xinh thì comment là em xinh quá để cho em ấy vui được không ạ? Và mình cũng chưa có người yêu nhá các bạn nhá. Không được tranh thủ thả thính ở đây. Không, em phải tranh thủ mọi lúc. Trên trang cá nhân của anh thì chỉ có mình anh thả thính thôi chứ không ai vào đây thả thính được. Em đi anh thảo. Bạn ấy bảo là có ai chị bạn ấy thích trai làm tóc thì có anh nào mà chưa có người yêu thì có thể đăng ký xếp gạch và lúc nào đăng ký địa chỉ bao nhiêu anh nhỉ? 262 Lê La Thành. Mọi người ơi, nếu mà muốn có tóc đẹp như mình nhá và được anh Huy tận tay cắt tóc này và tất cả mọi người cùng ở đây mọi người rất là vui vẻ chăm sóc nhiệt tình thì mọi người sẽ đến đây. Địa chỉ là 262 Lê La Thành, Đống Đa, Hà Nội. Đúng rồi, địa chỉ là đấy như anh Huy vừa nói các bạn nhá. Mình rất rồi. Là ưng với kiểu này. Ok cho anh. Đấy cái này em phải cào nó ra. Đấy, đúng rồi, nhìn nó rất là tự nhiên đúng không ạ? Nên là anh quay một cái ria cho mọi người xem. Mọi người nhìn thấy cái kết quả của sóng lơi ngày hôm nay đi ạ. Đấy, mẫu đẹp, tóc đẹp tuyệt vời, có người vừa khen em xinh xong. Đưa ra là sau cho anh Hồng được xem nào. Hai người hai bên hãy vỗ như hồi nãy cho anh xem. Nào. Phương đứng bên này. Hoa đứng bên này xong nong nanh chưa? Đây là cái kết quả của mẫu tóc của tác giả. Dì Hoa em? Hoa Nguyễn ạ. Đây là Hoa Nguyễn đến từ thành phố Bắc Giang. Còn đây là Kenny Phương đến từ Thanh... em ở đâu nhỉ? Hoài Đức. Thái Bình, Hoài Đức. Đấy, đây là hai tác giả của mẫu tóc uốn sóng nơi. Được chưa ạ? Sau khi đã tham gia cùng giao lưu cùng Vivi 2 ngày. Và hôm nay là buổi cuối cùng, được không ạ? Anh chị thấy cái mẫu tóc ra được không ạ? Em mới... các bạn ấy chỉ vừa mới sấy khô. Đừng làm như thế em, nó không đẹp. Làm như lấy một lần nữa cho anh nào. Đây là cái mẫu tóc mà các bạn ấy uốn xong và mang ra xả rồi sấy khô đấy ạ. Sấy khô tự nhiên đấy ạ, rất là đẹp đúng không ạ? Em tin rằng là ai đang đứng ở đây cũng đều muốn chụp hình cái mẫu tóc này lại. Và máy của chị Thúy thì chụp rất là xấu và chị còn đang cố chỉnh cho nó ảo hơn. Càng ảo thì nó càng xấu và càng không thật. Đấy, hello Nguyễn Tươi, anh chào em nhé. Đây là kết quả của hôm nay là có 25 bạn đến để học nâng cao và đây là cái kết quả của hai bạn. Huy có chia nhóm cho mọi người làm. Huy có chia nhóm cho mọi người làm và đây là kết quả của hai bạn đã tạo ra một cái mái tóc sóng nơi rất là tự nhiên phải không ạ? Còn những anh chị em nào mà muốn tham gia học thì có thể đăng ký vào khóa sau vào cuối tháng 7 nhé. Nhưng khóa sau thì em sẽ thu phí cao hơn là khóa này. Được chưa? Lăn cho nó bay nhẹ chút hai tay. Chào em Nguyễn Tươi xinh gái nhá. Em cứ chào anh đẹp trai làm anh ngại. Mọi người có nhìn thấy Huy không? Ai nhìn thấy Huy thì comment cho Huy chữ nội dung là đẹp trai nhá. Rồi đẹp không ạ? Tóc đẹp không ạ? Thảo em biết cái tóc này không? Tóc này có tay của Thảo không? Cái tóc của Thảo là tóc nào ấy? Rồi anh chị nhìn thấy đẹp không ạ? Thảo Thúy là tóc bên lâng lên cho nó có cái độ bay nhỉ. Đó, Phượng Hoàng Nửa, anh chào em. Tóc nào chẳng có bàn đây. Tay và tâm hồn. Nguyễn Tươi với Phượng Hoàng Nửa xem cái kết quả của mái tóc của hai bạn hôm nay học 2 ngày ở đây và hai bạn đã thực hành. Thì Huy chúc cho hai bạn là về luôn luôn làm ra được những mái tóc đẹp như thế này để mang lại những cái mái tóc đẹp cho khách hàng nhá. Mới về đã nhớ mọi người rồi. Nếu như nhớ thì lại bay lên luôn. Đấy. Mọi người lại ở lại đây để tối đi hát karaoke. Thiếu người nào thì buồn người đó. 100 người đang xem livestream chia sẻ bài viết cho Huy đi ạ. Và mọi người hãy đánh giá cái mẫu tóc này có ưng ý hay không ạ. Đây là kết quả của hai chị đến đây tham gia giao lưu và họ đã làm ra được cái mẫu tóc rất là đẹp. Hãy nâng tay hai em, hãy tạo ra một cái làn sóng cho anh. Đúng rồi, anh chị thấy cái mẫu tóc sóng lơi có đẹp không ạ? Rất là tự nhiên đúng không ạ? Mẫu tóc này là mới nhuộm xong và cho anh chị đi thực hành kết hợp uốn luôn. Và cái mẫu tóc này
Có anh chị nào quan tâm cái tóc này đi chụp bao nhiêu thì comment cho em. Chứ quan tâm em sẽ nói cách đi chụp của cái mái tóc này ạ. Anh chị nào có anh chị đoán được đi chụp bao nhiêu không ạ? À, cái tóc này là đây là mẫu chị Thúy đang làm là đã vẫn còn chưa xong. Chị Thúy chỉ bảo là cái tóc này khi nào mà 10 giờ thì chị về. Còn cái mẫu này là chị làm xong rồi và một tí chị sẽ bắt xe về. Cái trục này là Huy đi lần thứ nhất, Huy đi trục 19. Và khi dập định hình thì tháo ra để nơi sóng thì quấn trục 22. Giống như là trên livestream em đã chia sẻ cho mọi người. À, chị Thúy ơi, cho em hỏi Hoa em đi đâu rồi? Tháo em vào đây Tháo ơi. Ở đây em sẽ hỏi mọi người luôn nhá. Bình thường là em chia sẻ trên livestream. Đứng ở đây đi em đứng ở đây cho mọi người nhìn trên mặt em. Đây là các tác giả, đây là những tác giả mà người nhìn qua gương có thể thấy những tác giả của mái tóc này. Thì em ơi, trên livestream anh có chia sẻ là cách nên chụp đúng không em? Thì với mẫu tóc này cũng giống như hôm nay em giao lưu ở đây. Anh có cho em chép lý thuyết trước xong rồi bắt đầu chúng ta mới thực hành đúng không em? Thì em có cảm nhận gì mọi cái thực hành có đúng với như là cả lý thuyết không em? Đúng ạ. Khi thực hành anh cho em là học là lên trục 19 và nơi ra bằng trục 22 đúng không? Với những cái tóc mà nó trung bình yếu phải không em? Thì đây mọi người có thấy cái kết quả của mọi người học lý thuyết sau một buổi lý thuyết và thực hành thì mọi người thấy có được không ạ? Quá ok, rất là tuyệt vời ạ. Đấy. Thì bình thường là ở nhà rất là chật vật khi mà làm cái sống lơi nhỉ. Mà mình cứ nghĩ là phải đi chụp to nhưng mà hôm nay anh Huy chia sẻ thì hoàn toàn là với lại chụp 19. Rồi, cảm ơn Thảo. Và nên là đây là kết quả mà mọi người có thể là nhìn thấy ạ. Rồi, cảm ơn Thảo. Chị Thúy thì vẫn đang chụp hình, mải mê chụp hình và chị đang cố tăng những cái góc độ gọi là chỉnh sáng, nhưng mà càng sáng tóc càng xấu. Chị chụp cam thường cho em. Nãy giờ cứ đưa lên phần mềm. Chị nhìn em cầm cam thường mà tóc nó thật như thế này cơ mà. Tải bao nhiêu phần mềm mà chụp cái ảnh cái nào cũng xấu. Chị cần phải đi học một lớp chụp ảnh. Em đã bảo rồi, chụp cái ảnh cũng phải cầm, đưa lên cầm góc cho, chụp cái cánh cửa không ạ? À? Nè, nhìn có phải là đập vào mắt là cái tóc chưa? Chị chụp cái cánh cửa đằng sau nhà em không? Không chảo. Này, chụp cánh Huy này. Đẹp không? Đẹp nét hết. Ây, anh thích người nào mà hay chụp trộm ảnh đâu. Đấy, đưa anh cho mọi người xem. Ở đây mọi người có thể nhìn một cái tác phẩm này nữa. Và đây là một cái tác phẩm của một bạn đến đây giao lưu và chụp trộm Huy. Mọi người thấy em có đẹp không ạ? Ai thấy đẹp thì comment cho em chữ đẹp nha. Còn em chụp ảnh chỉ biết cầm góc độ, cầm như thế không là đẹp được. Ai mà thấy kinh thì im mồm ngay. Còn ai thấy đẹp thì comment anh Huy đẹp trai nhá. Đỗ thì Thanh Thảo, anh chào em. Thảo ơi, em thấy có đẹp trai không Thảo? Đỗ thì Thanh Thảo. Không có phần nên chụp sóng lơi à anh? Tất cả những ai quan tâm phần nên chụp sóng lơi xem lại cái livestream từ những ngày trước được không ạ? Tại vì em không có đủ thời gian, ngày hôm nay em rất là bận, một mình em bơi tới cả 20 mấy anh chị chủ salon lên đây nên em không có thời gian làm một cái livestream trọn vẹn cho anh chị đâu. Còn anh chị nào muốn quan tâm hẳn thì đến thẳng đây giao lưu, chứ không phải ngồi ở nhà rồi người ta mang cơm đến cho mà ăn là được, đúng không ạ? Tất cả những anh chị nào muốn hoàn thiện thì đến đây, chứ không phải cứ ngồi nhà bắt đầu là vừa xem phim này vừa xem livestream mà làm ra được đẹp, không có đâu. Bởi vì hôm nay có 20 mấy người học, nhưng em thấy rằng là mọi người hầu như là đến lúc đưa lên làm thì cái quan trọng nhất là anh chị phải thực hành nó như thế nào. Đây là chính là tóc của bạn này. Đây, em đưa vào cho mọi người xem. Đây anh chị xem cái kết quả của cái mái tóc em đã cắt và thay đổi. Đưa cái hình khác, cái hình nói đâu. Nhìn cái hình nào anh đẹp trai nhất thì đưa lên. Đây ạ, à, đây anh chị có thể nhìn thấy sự thay đổi của cái mái tóc trước đây ạ. À. Được không ạ? À? Đây là một cái mái tóc mà bắt đầu Huy cắt ra để cho anh chị em mềm hóa. Và đây là cái mái tóc mà sau khi các anh chị uốn xong, mọi người có thấy thay đổi không ạ? Thảo em cầm để gần vào đây cho anh, để góc bên dưới anh sẽ đưa máy cho. Không. Đấy anh chị nhìn thấy cái sự thay đổi đây nhá. Đây là cái tóc trước khi cắt. Được không ạ? Anh chị có nhìn rõ không? Ai nhìn rõ có mình là rõ ạ. Và đây là cái tóc mà sau khi Huy cắt xong và các anh chị đấy đã kết hợp lại để uốn cái mái tóc này, thì anh chị thấy có sự thay đổi được nhiều không ạ? Anh chị thấy thay đổi nhiều chưa? Ở đây là địa chỉ 262 Lê Đa Thành, Đông Đa, Hà Nội nhé. Thì nên đừng ai copy bài của em nhé. Đừng ai tải cái livestream này về và quảng cáo đi nhé. Được chưa? Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Em Mẫu ơi, em có muốn nói gì với cả 2220 người đang xem livestream của anh không?
Đấy, em ngồi góc độ đấy cho anh. Và em chỉ cần nói thôi, đừng quay đầu. Được chưa? Tiếc là không tham gia được. Đừng có ai nói là tiếc không tham gia được ở đây. Bởi vì là cơ hội nó không bao giờ đến nhiều đâu ạ. Và tất cả những khóa sau thì anh chị hãy xác định là đóng tiền cao thì mới được học nha anh chị nhá. Và em chỉ đừng có ai nói ước gì hay là tiếc. Lúc vừa rồi là rất là căng thẳng và sợ. Nên là không biết là như thế. Bây giờ nhẹ nhõm. Tâm lý của bạn mẫu này lúc đầu đến đây rất là căng thẳng. Bởi vì tóc của bạn ấy rất là khó làm. Thì em hãy nói cảm nhận của em đi. Lúc đầu và bây giờ. Em hãy nói cảm nhận của em đi. Chào mọi người, lúc đầu đến đây thì mình cũng chưa nghĩ rằng là tóc mình sẽ như thế nào. Bởi vì tóc mình ban đầu thì nó mình sử dụng nhiều phẩm hóa chất nên là nó bị hư tóc ấy, tóc mình rất là yếu. Nhưng mà sau khi mà qua một cái khoảng thời gian mà được mọi người ở đây cũng như là anh Huy làm kiểu tóc như này thì bây giờ mình rất là ưng ý và tự tin hơn. Cảm ơn em rất nhiều. Chỉ cần em vui là anh thấy hạnh phúc rồi. Được rồi mà, xong được. Thôi em tắt livestream nhá. Hẹn gặp lại tất cả những anh chị em vào khóa sau cuối tháng 7 nhá. Một lần nữa xin chào mọi người. Xóa một lần cuối cho mọi người xem nào cho. Đúng rồi, rất là đẹp. Hơi cúi nhẹ đầu xuống một tí. Đúng rồi. Được chưa? Quá tuyệt vời. Ok. Pin cho bạn mẫu.